hiệu quả từ việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại xã Vũ An. Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể xã Vũ An đã tập trung nguồn lực, đề ra nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo theo hướng bền vững. Gia đình ông Trần Văn Ân ở thôn Đồng Tâm là một trong những hộ điển hình trong việc phát triển kinh tế, có thu nhập ổn định từ làm cây màu tại xã Vũ An. Trước kia, gia đình khó khăn chỉ trông chờ vào cây lúa, thu nhập hàng tháng chỉ vài triệu đồng. Nhờ được hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp định hướng với cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, mở nhiều lớp chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau màu sạch. Vợ chồng ông đã bàn tính bơm cát lấp diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng dưa và các cây màu được bao tiêu sản phẩm. Do đó, cuộc sống của gia đình ông đã có sự đổi thay trông thấy. Hiện nay với hai lao động chính trong nhà, vợ chồng ông trồng 6 sào lúa và 1,2 mẫu cây rau màu. Tuy cả ngày cằm cụi ngoài đồng để chăm sóc và bảo vệ cây màu, nhưng ông Ân vẫn thấy hạnh phúc bởi giá trị ngày công lao động được nâng cao, từ đó giúp ông cải thiện đời sống một cách rõ rệt. Vợ chồng ông Ân có vài trăm triệu đồng gửi tại dịch vụ tín dụng nội bộ của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp xã Vũ An. Đối với vợ chồng chúng tôi thì hai vợ chồng thì một năm, là như năm 2023 này, sẽ đang đảm đương vào coi như là một mẫu hai cây màu. Trong đó là có coi như là 5 sào đỗ tương, 4 sào nạc và 4 sào coi như là dưa neo và dưa nê ở cái vùng coi như là gần nhà có cái 4 sào đã chuyển sang làm cây màu. Với cái hiệu quả của cây màu năm 2022 đối với vợ chồng chúng tôi sở hữu trong một năm là sau khi hết năm là có tổng kết lại thì một mẫu màu chúng tôi cũng đã dành ra được coi như là sút soát trên dưới 100 triệu. Ban giám đốc cũng hết sức coi như là tìm các cái phương hướng coi như là để coi như là cái đầu ra cho coi như là người sản xuất. Vì nếu nói về nông dân mà sản xuất ra thì nhất là thời buổi ngày nay chỉ no cái đầu ra. Chứ nếu mình đưa ra thị trường thì thực ra nó rất bấp bênh. Thế thì chúng tôi là một năm là coi như là nếu nói về cái bốn cái vụ của cây màu thì được cái ban giám đốc cũng sẽ coi như là no tất cả coi như là các cái đầu ra. Cho nên là khi trồng là cứ yên chí coi như là về vấn đề chỉ đạo sâu bệnh này, thời gian xuống giống rồi cũng như là cái vấn đề thu hoạch rồi là sẽ coi như là cân hết toàn bộ coi như là cho bà con. Thế thì cảm thấy coi như là như Vũ An chúng tôi thì nói về cái nhà nông thì có cái cây màu cho nên là về cái cuộc sống của các gia đình nhà nông nói chung là cũng rất là phấn chấn, phấn khởi. Qua hai cái dịch vụ mà để cho nông dân tăng cái nguồn thu và có đem lại cái giá trị cao trong cái sản xuất nông nghiệp. Thì cái dịch vụ thứ nhất là bao tiêu nông sản cho nông dân thì cũng xuất phát từ cái địa hình về đất đai của Vũ An là có lợi thế cho sản xuất một năm có thể từ 3 đến 4 vụ. Cái thứ hai nữa là cùng cái sự năng động của hội đồng quản trị thì trong rất nhiều năm vừa qua hợp tác xã đã liên hệ các cái đầu ra về các cái cây nông sản và đi song hành với cái việc mà chỉ đạo sản xuất thì đấy là cái việc mà hỗ trợ cho nông dân cái nguồn vốn để đầu tư sản xuất. Thì hợp tác xã đã hình thành cái dịch vụ tín dụng nội bộ. Thì trong cái hoạt động tín dụng nội bộ thì huy động cái nguồn vốn nhàn rỗi của xã viên vào và lại cho xã viên có nhu cầu mở rộng sản xuất vay vốn với cái lãi suất theo cái quy định chung, theo cái thứ nhất là bám vào cái quy định của ngân hàng, cái thứ hai là cái điều lệ của hợp tác xã quy định. Thì cũng xuất phát từ cái hoạt động tín dụng nội bộ thì cũng rất nhiều hộ nông dân tiếp cận cái nguồn vốn này thì đưa vào cái sản xuất nó được kịp thời. Và ngoài hai cái dịch vụ loại chủ công trên thì trong cái sản xuất thì hợp tác xã ký hợp đồng với các cái đơn vị cung ứng vật tư là hỗ trợ cho nông dân cái giá trị phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo hình thức là chậm trả. Khi nông dân có sản phẩm cân cho công ty và khi thanh toán thì sẽ đối trừ cái giá trị đã đầu tư ban đầu. Thì đấy là một trong những cái giá trị về cái mức đầu tư trong cái hoạt động tín dụng nội bộ. Và đây cũng là một trong những cái tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân chủ động được toàn bộ cái nguồn giống và các cái chi phí ban đầu, đảm bảo cho sản xuất nó diễn ra đúng cái khung thời vụ. Mục tiêu phát triển kinh tế, trong đó có giảm nghèo bền vững ở xã Vũ An, được thực hiện hóa trong việc đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động,
hoạt động hỗ trợ, tương trợ thực tế và huy động sự vào cuộc của tất cả các ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Các chính sách, dự án về giảm nghèo đã được địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn xã. Người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội như tín dụng, y tế, giáo dục, văn hóa, được cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể quan tâm bằng nhiều hình thức. Điều này đã tạo sự chuyển biến về nhận thức tự vươn lên trong mỗi hộ dân. Hiện nay, tại địa phương, người dân đã nhanh nhạy tính toán, biết lựa chọn loại hình sản xuất phù hợp với thế mạnh của địa phương. Trong đó tập trung vào việc trồng các loại cây màu để cung ứng nguồn nguyên liệu cho các công ty chế biến và xuất khẩu nông sản mang lại giá trị thu nhập cao trên mỗi sào đất. Bằng việc chú trọng phát triển kinh tế, nên hiện nay bộ mặt nông thôn ở Vũ An tiếp tục có nhiều đổi mới. Bình quân thu nhập đầu người đạt 64 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm còn 1,96% với 30 hộ, giảm 0,2% tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,57%, tương ứng với 24 hộ, giảm 0,33%. Trong năm 2023, thì địa phương Vũ An phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao. Thì cái tiêu chí giảm nghèo là một tiêu chí rất quan trọng đối với địa phương, và địa phương đặt lên một mục tiêu là tăng cường công tác tuyên truyền và đặc biệt là giao cho các bộ phận đoàn thể, các cái thôn để hướng dẫn tư vấn cho các cái hộ nghèo để thoát nghèo và tự chuyển đổi nghề nghiệp. Đặc biệt là xã Vũ An thì phấn đấu năm 2023 về đích. Thì trong năm 2023 thì Vũ An đã chuyển đổi toàn bộ cái vùng đất nội sang chuyên màu. Thì trong quá trình căn cứ tình hình thực tế địa phương thì cấp ủy chính quyền địa phương sẽ hướng dẫn và tư vấn cho các hộ nghèo để đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp. Với những giải pháp thiết thực và đồng bộ, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Vũ An tiếp tục đạt được những chỉ tiêu đã đặt ra, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Từ đó tạo tiền đề đưa Vũ An cán đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay, đúng theo kế hoạch đã đề ra.